Tại thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, bí thư tỉnh ủy, đã đến chúc mừng và tặng quà em Đỗ Nam Khánh, cựu học sinh trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Nam sinh khiếm thị vừa trúng tuyển 6 trường đại học. Với kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc, em được kết nạp đảng tại trường trung học phổ thông. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ cũng bị khiếm thị, nên hai mẹ con em đang phải sống nhờ nhà với ông bà ngoại tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Tại huyện Can Lộc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đến chúc mừng và tặng quà em Trần Thế Hóa, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Đồng Lộc vừa trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội với điểm xét tuyển khối A 27,55 điểm. Gia đình em Trần Thế Hóa ở thị trấn Đồng Lộc, cả bố và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng em luôn cố gắng để đến trường và đạt nhiều thành tích cao trong học tập ghi nhận biểu dương kết quả học tập rèn luyện của các em đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh mặc dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng các em đã nỗ lực vươn lên vượt qua nhiều trở ngại để đến trường và đã đạt những thành tích xuất sắc đây là những tấm gương sáng hiếu học vượt khó đồng chí bí thư tỉnh ủy động viên các gia đình và các em tiếp tục vượt qua khó khăn phát huy tinh thần hiếu học để đạt những thành tích tốt hơn trong học tập đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để tiếp thêm động lực cho các em vững tin trên giảng đường đại học. Dựa trên hoàn cảnh gia đình của các em và quy chế hoạt động, quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học của tỉnh sẽ hỗ trợ em Đỗ Nam Khánh 2,5 triệu đồng một tháng và em Trần Thế Hóa 2 triệu đồng một tháng trong quá trình học đại học.